Văn phòng Quốc hội vừa có thông cáo về chương trình phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó dự kiến, phiên họp khai mạc sẽ diễn ra vào thứ Hai ngày 12 tháng 9 và bế mạc vào ngày 15 tháng 9 để xem xét và cho ý kiến về những nội dung sau. Về giám sát chuyên đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Quốc hội việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Về xem xét các báo cáo định kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2022, các báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về công tác năm 2022, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2022. Báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán nhà nước. Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2022. Cũng tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư của Quốc hội, xem xét các báo cáo của Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và kết quả thực hiện nghị quyết số 03 2021 và nghị quyết số 24 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chi trả hỗ trợ đối với người lao động. Báo cáo tác động chính sách khi thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển theo quyết định số 861 của Thủ tướng Ngày 4 tháng 6 năm 2021, phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.